Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, tiếp tục các bạn và mọi người xem nha. À, bây giờ mình hôm nay chiếc máy này mới ra đồng bữa nay mà mình chưa có hay. Bây giờ mình hay rồi, giờ mình lại tới mình quay cho các bạn xem, mà không biết máy ảnh đang chỉnh sửa cái gì nha. Các bạn biết chiếc gì không? 75G. Đây các bạn, đã ra đồng. Rồi các bạn vô cùng xem nha. Sao rồi? Ây chà. Hả? Vô ống nhớt hả? Ây chà. Rồi máy bị vô ống nhớt nha các bạn ơi. Rồi cũng có một số các bạn thắc mắc là chừng nào ra đồng mà quay cho các bạn xem á. Rồi bây giờ thì có dịp ra đồng rồi nè nha các bạn. Đó, bây giờ bữa nay máy ảnh chạy là bắt đầu mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Nóng quá hả? Anh nói nó bị giục á, ống nhớt nha các bạn. Để mình qua quay anh tài xế ảnh sửa chữa. Giục ống nhớt hả? Bây giờ anh đang gắn cái ống nhớt các bạn. Đây cây 75G. Rồi, thùng này là được rồi, lúc mình quay ở nhà thì chưa có lên thùng nữa nha các bạn. Rồi bây giờ là về thùng lên nhà luôn rồi đó. Đây là mình tự lên nhà luôn phải không? Tự lên nhà các bạn. Ô trời. Gì nữa rồi? Hai chữ ác quá rồi, lúc ấy không đem lại cho người đâu. Nó nóng chết đi. Ủa tài xế chạy 100 giờ qua cây này chạy hả? Dạ. Rồi 100 đây giao lại ai chạy rồi? Ủa vậy ha. Mới ra đồng bữa nay luôn hả vậy? Bữa nay. Ồ, hên quá luôn, mới ra đồng bữa nay luôn nha các bạn. Hàm mình còn để gì em chạy luôn hay có lên gì không? Y xì gì luôn ha. Y xì. Y xì luôn nha các bạn ơi, chỉ là mình về nhà không rồi mình. Nói ra ba tắc rồi. Nói ba tắc ha. Nói rồi ba tắc phải không? Bởi vì tôi thấy bữa nay cái dài dài hơn mà. Ở ngoài về là ảnh hà chế cái hàm ra thêm ba tấc nha các bạn. Bây giờ em thấy cái dàn quà thấy nó thiếu thiếu kìa. Đúng rồi, vậy là nói cái hàm. Đâu cái là dính luôn nè. Không. Mới ra đồng bữa nay luôn đó nha các bạn. Mình cũng mới gặp luôn. Anh chạy sáng giờ mà mình cũng mới lại mới gặp mà máy nó bị giục cái ống nhớt. Bây giờ đang gắn ống nhớt. Trời ơi, khai trương ngay chân ngày luôn nè các bạn. Tắt sập hết trơn luôn. Chuyến này ra đây tới hai máy nha các bạn. Vậy được rồi, hỏi chỉ nói chắc tới Đông Sơn mới ra. Tại chỉ nói ở bên đây cũng có cả 100 công mà tính để cây 93 với cây 100 chạy à. Còn cây này thì tính tới Đông Sơn chỉ mới ra. Mới ra luôn. Hôm nay tôi cũng nghi. Tôi nghi bữa nay tôi chạy đại đó. Tôi nói thế nào mà chỉ cũng đem máy mới ra chạy hả? Ăn chưa? Dạ, chú nó gì tới đi ấy lộn lên bánh chín nữa đó. Vậy đó ha. Hiện tại giờ mình còn chạy bánh ghiên bánh 8 ha. Cũng có một số anh em ta cũng đang chờ cái máy mình chạy nè, để người ta xem. Gương mặt thân quen. Đó, bây giờ là ra đồng rồi đó nha các bạn. Mới khai trương bữa nay luôn. Rồi giờ là đang chạy lúa sập luôn nha. Sập mà nó nghe đất cũng hơi dẻo một lớp nữa nè. Dữ lắm luôn á. Đó. Đó, sẵn vậy là bữa nay các bạn và mọi người xem cái chiếc 75G này chạy là các bạn biết luôn ha, chạy đất sập như thế nào và đất dẻo như thế nào luôn. Sập hết trơn, đều trơn luôn. Rồi bây giờ mình chờ tí xíu nữa anh ta sẽ gắn ống nhớt rồi là tiếp tục chạy nha các bạn. Nó chỉ dùng cái ống nhớt qua cái bơm trộn két nước đó thôi các bạn, chứ không phải dùng cái gì hết. Này nó chỉ vuột cái ống bơm trộn qua nhớt chỗ cái két nước đó thôi. Nóng không? Mưa đá không? Trời, đang nóng mà. Nhớt có nóng dữ lắm luôn á. Trời, gì nghề. Máy này vậy đó. Rồi xong chưa?
trong rồi đó các bạn. Thì gắn nó vô mình xiết bánh ý lại cái rồi các bạn ơi, chứ có gì chân á. Tại sẵn dịp mình bữa hổm mình không có dám quay cái động cơ, tại vì không có chủ, mình không có ấy nè. Bữa nay anh quay cái động cơ cho các bạn xem, nó xài là 4 sức bắp nha các bạn. Nó cũng là 75 mã lực luôn, nó xài 4 sức bắp á, nó rất là khác thường với máy của mình nha. Máy mình chỉ 2 sức bắp thôi, còn này tới 4 sức bắp lận, có tục bô luôn nha, 75 mã lực. Đem cái bô lấy bô mũ vô rồi đó. Xong rồi đó các bạn ơi, giờ đậy lại là bắt đầu chạy thôi. Lên cái bô mấy bà. Lặn cái máy này sẵn chết ra. Lặn như mấy mươi chạy trước. Rồi khởi động máy nha các bạn. Rồi bắt đầu quất thôi. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem nha. Còn riêng nguyên si. Em ơi, tắt đèn ní ơi. Đèn. Số 93, còn dàn trường thì vẫn y chì 88 luôn. Động cơ thì lên động cơ 75 mã lực và chạy 4 sức bắp nha các bạn. Rồi máy này thì của anh Khoa nha các bạn. Anh Khoa hôm nay ra đồng này thì tới 2 cây, đây cây 93. Cây 93 này thì mình cũng có quay nhiều lần cho các bạn xem ha. Đây, hai con mã đổ quét luôn kìa. Ở cây 93 chạy tuốt bên kia. Nói chung cây này thì mình cũng quay nhiều rồi. Thôi bữa nay mình quay cây 75. Cây 75 mới này thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó nè, các bạn xem miếng đất thì phải nói là bao sập luôn.
sập mà dẻo luôn, dữ lắm, mới chát luôn nha, mới ra đồng bữa nay luôn. Nói chung dòng này thì cắt đất sập thì theo mình biết thì bao phê. Đây các bạn coi cái hàm đó nè, các bạn thấy không, cái băng tải của nó dài hơn cái băng tải 70 mình đó, các bạn coi là nó đưa là nó sẽ nằm hơi lơi thôi, các bạn thấy không, chứ nó không có cúp. Còn cái băng tải của 70 mình nó hơi ngắn hơn, cho nên là băng tải 70 mình với 60 nó như nhau à, rồi mình để xuống nó hơi cúp nha các bạn. Còn cái này các bạn coi kỹ, băng tải nó nằm lơi lơi hơn ha đó, bởi cho nên là chạy đất sạch đạt lắm, mà nó có thể là nó ít cái độ lượng ngẹn hơn luôn cái dòng này á, 70 60 rồi dễ ngẹn này kia, chứ còn dòng này nó cũng ít ngẹn lắm. Đây 7 cây 75G đang chạy lúa sập mà đất dẻo nha các bạn. Rồi lên bồn nhà luôn nha các bạn. Vừa hổm mình quay thì chưa có lên bồn bên gì hết á. Nó nghe anh cũng nói tranh thủ để lên mà, rồi giờ anh lên xong rồi anh ra đồng đó. Mới ra đồng bữa nay luôn. Rồi giờ mình quay lại cho các bạn xem. Đất dẻo mà trình luôn. Còn lúa sập nữa. Đây hút sập. Đó, các bạn coi băng tải nằm ha. Nó nằm rất là lơi, chứ nó không có cúp đứng giống như 70 mình. 70 cúp đứng lắm. Tại băng tải dài hơn mà. Rồi đặc biệt chiếc này là anh nói thêm cái hàm ga ba tắc nữa nha các bạn. Là nó bằng bằng hàm DC 95 luôn đó. Chỉ thua 100 lẻ thôi. 100 lẻ tới 2 tắc 7. Cái này thì nó phủ thì 2 tắc 2 mà anh nói ga 3 nữa thì ga 2 tắc rưỡi à. 2 mét rưỡi đó các bạn. Bằng DC 95. Còn DC 100 lẻ tới 2 mét 7 à. Cái này anh mua có đại lý là ở Cẳng Qua nha các bạn. Và anh Pha này thì ở ở Vĩnh Phú. Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh đó các bạn, huyện Dầu Riềng, tỉnh Kiên Giang. Nói chung dòng này thì nói gì nó chạy lúa sập với cái năng suất lúa thì mình nói là ok. Tại vì các bạn cũng biết rồi, nó thùng nó dài. Mình không phải mình chê khen cái gì nha các bạn, nhưng thật sự mình thấy sao nó vậy, nó thùng dài hơn 70. Đó cho nên là cái độ hao hụt lúa nó cũng rất đạt luôn á. Mà đất sạch thì nó cắt cũng là ngon hơn cái 70 luôn. Thế vậy chiếc 70 và chiếc 60 mình á, nếu như mà nó hơi lúng mà hơi nhiều tí ha, là nó bị hỏng hàm nha các bạn. Nó ngóc cái đầu lên là hỏng hàm, là cái hàm mình hút không tới. Chứ còn chiếc 68 này là cỡ nào cỡ không bao giờ hỏng hàm nha các bạn. Lúng ra là lúng nó vẫn vẫn hút tới, tại cái hàm nó dài hơn cái băng tải nữa. Rồi dòng này thì chỉ nâng cấp lên là theo mình biết đó, thì nâng cấp một cái máy đó. Cái máy với cái dàn quào, các bạn coi dàn quào ngôi sao, đặc biệt là ngôi sao nó dày mà liền lạc, bản bự hơn. Nâng cấp cái máy lên 4 chiếc bắp, chạy 75 mã lực. Với nâng cấp lên cái hộp số là chạy của hộp số DC 93 luôn, nguyên con luôn. Đã ra đồng rồi đó các bạn. Hôm nay mình cũng trông chờ rất là lâu luôn nha các bạn, chung với cây 93 anh luôn. Cây 93 chạy đầu trên. Cây 93 này mua đời đầu 2019 đó, đã có rồi. Đây các bạn. Còn ở đầu dưới mình đó, các bạn thấy cây 93 dưới nữa kìa. Cây đó là cây ớt cha, mới khui thùng luôn đó, cây dưới đó đó. Tí xíu nữa mình xuống ngay dưới mình quay cho bạn xem luôn. Rồi cái này các bạn thấy ha, hàm này là về lên hàm luôn rồi đó. Anh nói hàm này thêm là 3 tắc.
và ga bằng hàm 95 này nha các bạn. Rồi cây này thì cây Kubota 688 đó các bạn. Nhưng mà dòng này mới nâng cấp lên là 75G, chạy 4 sức bắp là 75 mã lực, máy 75 mã lực chạy 4 sức bắp và chạy hộp số DC93 luôn nha bạn. Rồi bây giờ là đã ra đồng rồi, mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn, cho mọi người cùng xem. Đang cắt lúa sập, sập hết trơn luôn các bạn, cắt sập mà lại dẻo luôn các bạn xem nè, khủng khiếp. Nói chung dòng này á, chạy lúa thì rất đạt rồi đó. Hay lắm. Nó có lúng rồi bạn thấy không? Mấy dòng này thì nó các bắt chập thì bao phê, cái đó là mình nói thật. Tại dòng này băng tải nó dài hơn 70 các bạn, cho nên nó các bắt chập và rất đạp. Có nào không? Nó lúng kìa, nó lúng cá nào lúng các bạn thấy không? Nó đi không bao giờ nó ngóc cái đầu giống như 70. Đó các bạn lúng à, lúc nhất đúng không? Như cái 70 mà nó các bạn để ý kỹ. Chứ chiếc 60 nó mà hơi lúng rồi là cái đầu nó ngóc cao lắm và cái lái nó chìm, cho nên là nó dễ hỏng cái hàm đó các bạn. Còn dòng 68 này á là nó không bao giờ nó hỏng hàm nha, lầy cái nào lầy hàm nó vẫn là vẫn đà đà để các bạn hút hết lúa trơn. Mình cũng không phải là chê khen gì, mà thật sự mình đã thấy như vậy, mình nói gì cho các bạn xem và tham khảo ha. Nó rồi là lúng đi không nổi luôn rồi, quá dễ dẻo rồi. Rồi cứ lên hèn cái nào các bạn đi chơi chưa. Nói chung cắt lúa hôm nay thì quá trời luôn, mới đập hết trơn luôn đó các bạn, nên đất nó dẻo luôn, quá trời luôn. Rồi nè, thì bây giờ mình cũng nói chung với các bạn xem á, thì cái vụ mà mình dạch gom á để cho các bạn xem ra lúa hay không á, thì cái này mình khỏi cần dạch nha các bạn. Thì nói chung các bạn cũng biết rồi, nói chung cái dòng này thì cái thùng nó dài hơn thùng 70 mình, là tất nhiên là gom nó cái lúa là gom rất đạt hơn 70 mình, cái đó là mình nói thật luôn, khỏi cần dạch gom, nó chạy buộc là lúa phải đạt hơn 70. Trước khi mình nói thì sợ nó đụng chạm với DC70 nha bạn, nha thật sự thì nó thật sự là như vậy. Mình có sao mình nói vậy, mình chia sẻ cho các bạn và mọi người cùng xem và tham khảo thôi. Tại cái dòng này thì dòng của 68 thùng nó dài hơn bài DC70 mình các bạn, nó chạy lúa thì đạt lắm, nói chung là không ra lúa đích luôn á, chứ không phải nó đơn giản đâu. Bởi cho nên là mình chỉ quay là chi tiết là cho các bạn xem là đang chạy thôi, để mình coi hình dung như thế nào thôi. Mấy dòng này chạy thì ok. Thì nó loại lại thì cũng không thua gì 70, nhưng mà nó nâng cấp lên hộp số lớn, rồi động cơ lớn là buộc nó chạy phải ngon đó mà. Tại động cơ nó 75 mã lực đó, nhưng mà nó chạy là 4 sức bắp, là máy đời mới đó. Nó mấy ảnh đang ấy ở đây làm như cái bơm dầu đó các bạn, bơm dầu là như nó không có, chưa có im hay sao chạy nó hơi hụt máy này. Ảnh đang ấy là cái chỗ cái bơm lọc dầu này, chỗ bơm dầu này. Thiết kế cái này cái đít đó gom nó bằng mũ đã lắm các bạn, đẹp lắm. Thùng thì dài bao phê rồi nè các bạn, cái mua vẫn còn mua vuông, mua vuông của 68 y xì luôn.
68Q. Đó, đắt sập các bạn xem nè. Sập bao sập luôn. Sập hết trơn luôn. Sập mà lúng luôn. Nó dẻo một khúc luôn các bạn ha. Dữ dằn. Nhưng mà nó chạy bình thường. Rồi làm như anh chủ máy đó bạn, anh Khoa chủ máy. Rồi ánh gà đồng ở đây thì hai cây luôn. Cây 93 và cây 75. Còn cây 100 hình như ảnh chạy đang chạy đồng ở đâu á. Rồi bây giờ chờ tí xíu nữa rồi máy chạy qua tới bên đây rồi mình quay cho các bạn xem.